Đây là ta đang mở shop cho bạn. Shop Mỹ. À. Cái tâm hồn skip food ở tại Mỹ nha. Wow. Rồi, nhìn hấp dẫn không? Đây, họ làm xeo xeo phần mì nè, mở lên nè. Đó. Đó. Oyster, hào. Oyster. Đó, quốc phô mai vô. Đó, đó. Chiên đúng không? Lăn bột để bỏ cho chiên. Lăn. Mango với lại pineapple hả? Quốc này nãy cho. Street food tại Mỹ nha mấy ông. Trời, nó to. So với mặt của Thảo là bạn nhìn nè. To hết mặt của Thảo luôn. Đó, barbecue dữ không? Cái đó là pork belly. Thịt ba rọi nướng nè. Một dãy qua bên này luôn nè. Như là dưa sườn nướng hả? Này gà nướng hả mình? Cái này là 15. Cái này là phía ngoài. Đây mình review cho bạn coi cái bình sữa bún sữa này. Nó bán 15 đồng bình nè. Còn ngày thường là mình làm ở công ty khác hả? Cái này là làm thêm. À làm thêm à. Đập trứng hả? Đập trứng vô mì ramen hả? À đập trứng vô mì ramen trộn lên thành burger hả? Cho nó dính. À cho nó dính đúng không? Muối. À muối. Và potato. À trộn lên. We try cái khung này, đây là cái khung. Cái khung để làm thành cái khuôn cái hamburger. Hamburger. Đây bạn quay là loại hamburger cho mình bạn coi, ở giữa là Wagyu của Australia nè, rồi Wagyu Úc nè. Đây là mì. Xong làm thành burger xong ăn sao? Yeah. Rồi, ôi đây lạ nè. Đó còn ở đây đó. Đây bạn. Ok các bạn, thì hôm nay là team mình sẽ review cho bạn một thứ rất là hay. Mình chưa giờ review tại Mỹ luôn, đó là đi review hội chợ các bạn à. Nên Thảo rủ đi hội chợ. Thì hôm nay là Chủ nhật thì ở tại Mỹ, hội chợ ở bên Việt Nam mình đó là tập hợp những cái cửa hàng nhỏ ăn uống tại một cái địa điểm. Đây, hướng bên này các bạn. Thì hôm nay là team mình sẽ đi qua đó review như một dạng như là street food các bạn à. Bây giờ là tính đi review street food nhưng mà thật sự là tìm không ra. Nhưng mà vô trong cái hội chợ này sẽ có các bạn. Giống như ở Việt Nam mình, Sài Gòn hay có hội chợ Thái Lan, hội chợ Nhật Bản, Hàn Quốc. Thì bên này là hội chợ Asia. Đúng không Thảo? Yeah. Đúng không? Asian, yeah. À, là chuyên bán cái đồ gọi là Hàn Quốc. Lông lông nhằm, châu Á. Châu Á. Ok, giờ ta sẽ vào đây. Okay. Chó không đi hội chợ các bạn thấy không? Dễ thương quá rồi. Trời ơi, mấy chó nó bự đúng không? Hello. So cute. Đây, chúng ta sẽ vô hướng trong này là cái hội chợ đó các bạn. Cái cửa bên kia. Cái này là hướng ở sau. Người ta đang nấu nướng các bạn thấy không? Đó, ở sau mình sẽ thấy là đang nấu nướng, sơm tụ. Ở trước là sẽ có nấu đồ ăn. Sẽ bán đồ ăn ở trước này. Những cái trụ xanh này là nhà vệ sinh nha mấy ông. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh di động. Thì các bạn có đậu xe dọc dọc đường ở đây. Đây hơi lạnh ha. Tension. Đây, các bạn coi không gian tại đây nè. Cửa đi bên kia. Đó. Này là exit. Thì bạn coi đây là không gian của hội chợ. Rất là đông. Thì để Thảo giới thiệu cho bạn biết là để muốn vô được cái hội chợ này là phải mua vé đúng không Thảo? Lấy vé. Phải lấy vé. Bình thường Thảo nói là vé là 5 đồng một người, bây giờ là free. À. Đúng không? Yeah. Cái chỗ này nó chỉ là cái nhỏ thôi. Còn đợt trước là nó tổ chức ở khu với mình thì nó lớn hơn. À. Tại vì cái đợt dịch này cho nên nó đổi thành chỗ này. Thảo kêu hội chợ nhỏ nhưng mà thì được rất là lớn nha. Cái chỗ này là hiện tại là vẫn đang ở gọi là gần Santa Monica, một cái biển ở tại Los Angeles, một cái biển rất là đẹp các bạn ạ, Santa Monica. À. Đã thấy không? Dọc đây hai cái hàng cây xanh này nó giống như là đường ở trên đường Lê Thánh Tôn ở bên Sài Gòn các bạn. Đó, hướng trong này là bán rất là đông nha, nhìn đây các bạn. À. Xếp hàng mua đồ ăn đồ uống. Thì cửa chính đứng... chắc nằm bên kia á coi. Hả? Cửa chính chắc nằm bên kia. À. Đây. Đông ha. Chờ ngồi thử street food ở tại Mỹ cái khác gì street food ở bên Việt Nam bạn. Đây nấu nướng. Cái dạng này là giống như là chợ đêm ở ở Tàu Thúi hả? Việt Nam. Lẩu thúi không anh? Nó à. Được. Nhộn nhịp ha, hấp dẫn ha.
nhảy thôi cho nó gần. Sorry. À, mày ghép lại hả? Ghép lại. Is it? Rồi, rồi, đâu. Ghép lại. Cái này là ghép lại nha mấy ông. Rồi, họ chọn ghép lại vô xếp hàng. Mua vé vô là free. Bạn có thể mua vé là 20 đồng là bao gồm đủ. Có hai dạng, một dạng là mình có thể mua vé ở đây được và mình scan cái này nè. Đây bạn, đây mua vé nè. Thì hôm nay là được free, các bạn scan for free ticket. Không là mình mua, có thể mình mua trên mạng luôn. Có mạng là có này luôn. Mua trên mạng là có cái mã như vậy, các bạn lại vô trong hội chợ. Đó, nó khác ở Việt Nam, đang review cho con coi thử khác ở Việt Nam là khác cái gì các bạn. Thì bạn có thể mua một cái vé gọi là express ticket là 20 đồng một người, vô nhanh, vô uống rượu uống bia các bạn. À, đây, quay cho mày coi nấu nướng không gian nè. Thì họ dựng những cái lều lên như vậy, ở sau là nấu nướng, ở trước là bán cho khách. À, chiên xào nấu. Đó, đang chiên xào nấu các bạn. Đây là đang quậy nấu trà sữa đường đen quá. Mô bà đang nấu mô bà ở ngoài. Chân châu các bạn đang nấu chân châu, đang rây á. Thì đây là không khí rất là vui nhộn. Mình quay ra sau lưng cho bạn coi nữa, đang xếp hàng ở giữa cao xíu là bạn coi là đang xếp hàng dài đúng không? Đó ha. Dựng lều, dựng đồ. Mình đang đi vô trong này. Entrance nè, thấy không? Cái chỗ mình đang đi gọi là 626 các bạn. Chỗ này cái chợ gọi là 626. Night Market. À, là Night Market. Đây là chợ đêm. Nó ghi tiếng Trung Quốc luôn là biết rồi. Cái chữ nào là chữ chợ mình? Chữ bên trái bên phải? Mình nó chuyên về chữ Mandarin là kỳ vậy. Đó, chỗ đây bạn coi là quét mã chỗ này. Bạn thấy không? Đang quét mã online các bạn. Để vô được hội chợ thấy không? Để mua vé vô đầy đủ nha. Nó làm khá là bài bản. Ở Việt Nam là có mua vé không? Mình lâu quá mình quên rồi ta. Ở Việt Nam có mua vé không ta? Anh không có đi ở Việt Nam không biết. Tùy hả? Tùy cái chợ đi. Tùy cái chợ. Đây là four. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah. There we are. Okay. Four. Yeah, it's got four. À, bốn vé vậy luôn. Okay, thank you em much. Dạ. Vô mấy ông, trời ơi thơm quá nhá. Vô thấy mùi tôm hùm tôm phức hết trời. Đây là tôm hùm ngon nè, tôm hùm nướng. À, vô đây ăn á là trả bằng credit card hay là tiền cash hay là gì? Hai thứ luôn. Có nhiều chỗ nó cũng nhận luôn cả visa. À. Rồi ở đây có chợ nè mấy ông. Quá. Ồ, nướng tôm hùm. Là bán 20 đồng. Sâu ao luôn, là bán khách hàng luôn hả? Đi vòng trước đi hả? Trong vòng kiếm ha. Đang coi đi dạo một vòng cho bạn xem thử là bán cái gì. Ngồi ăn à, bạn mua xong ngồi ăn dưới đất à. Đây, thôi nướng tôm hùm nè. Đó, đang nướng tôm hùm Skip Food ở tại Mỹ nha. Rồi, nhìn hấp dẫn không? Đây tôm hùm Canada nè. Aroma Boston. Is it Boston? Lost it? Lost it? Main. Main. Tại Main, các bạn bữa review bên Main á. Tôm hùm Main là số 1 rồi. Rồi, nhất rồi. Ok. We'll come back. Đây, đứng hầu. Này là Lobster combo các bạn, 29. À, whole real Lobster. Một cái con Lobster không ruông á là 39. Vậy là mình mua hai con chắc là làm đôi đúng không? Okay. Nó banh ra đúng không? Ok. Vậy là mình lấy cái phần này đi ha. Anh ăn nước đồ hay là lobster không? Lobster một cái lobster đồ, một cái không nha. Ok. Giờ lấy cái 45 đúng không? Yeah, can I have number 4 and number 5? Number 4 and number 5, anything else? Yeah, that's okay. Another thing. Okay, có anh để em để hỗ trợ đi. Dạ dạ. Thôi rồi, có rồi, để em đi ăn với em được rồi. Cái đó nó không phải là lobster ball. Mua cái lobster với lại cái này đúng không? Số 4 số 5 đúng không? Okay, $6 to change, give me number 5. I get two golden. Cái nào? What is flame grill or
Oyster. Oyster, right? Yeah. À, 6. À, phòng phần ở đây thôi. Rồi, rồi, có cho. Rồi, cái đưa nữa. Để đi, em tắt đi. 25, right? 25. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Nè, cắp vô đây. Cắp vô. Còn ăn bên kia nữa. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Đây chúng ta sẽ vô chờ order. À là có nước đồ này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, áo gì vậy? Nè, cầm cái miếng. Nè, nó đi chợ luôn. Chờ ăn men 05. Đây, con nướng là mình. Để, ăn coi thử, cái tôi không cho nhắm vô mua nóng vô mua tâm coi thử. Đúng rồi. Đó, bên kia là lobster. Ở đây nó có lobster ball, em tìm. Dạ. Tính ăn gì, tính ăn gì? Lobster ball. Ở đây nó có bán lobster ball, đợt trước ở dưới. Lobster dưới mà nó làm giống như viên lại, viên giống lobster. Như cá viên vậy đó. À. Dạ. Mà nó là cái. Đây, họ làm xeo xeo phần mì nè, mỏ lên nè. Đó. Từ 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 để qua đấy mua quay chứ. À, từ từ đi. Cứ mua theo thứ tự đi. Ăn tới đâu mình tiếp tới đó. À, ăn tới đâu tiếp tới đó từ từ nè. Thì xuyên phố làm tới đâu tiếp tới đó. Đây lên trên này. Ồ cái gì á trên ha. Đây bỏ số vô nè. Đây bên ngoài cho mình. Đây là ta đang bỏ số vô bạn. Số Mỹ. À. Mà. Quá lon. À. Kia đang nướng sò rồi mình. Đó. Oyster hào. Hả? Oyster. À oyster. Cái này không có mỡ hành nên ngon hơn. Cái này là có tỏi với lại bơ thôi. À. Cái mùi hết thơm thơm rồi đó. Đây là không gian trong street food đó nhưng mà nướng ăn tại chỗ thanh toán bằng cash only. Nướng bánh mì rồi. À. Bây giờ nãy mình có order bánh mì hả? Bây giờ mình đi theo không á? À. Là nó giống tủ Việt Nam luôn. Number 4. Cà phê sữa đá. Mình năm bao mấy? 56. Năm 4 đúng không? Vài xịt đúng không? 56. Hỏi đi. À. Hỏi đi. Tò bánh mì. Cái này là phải hấp qua trước xong rồi mới nướng chứ hả? Đúng không? Phải đỏ vậy đúng không? Giờ đây phiên phần của mình nè. Cái kia là bỏ phô mai à. Đó, bút phô mai vô. Rồi. Tôi nó đói bụng rồi, đói bụng rồi. Còn lúc mà mình ăn mà mình chinh trẻ, nó kích thích cái vị giác mình hơn thích... nữa. À đúng rồi. Number 5. Number 5, yeah. À, number 5. Rồi thì các bạn. Cái gì nãy mình quên cầm theo muối tiêu chanh đi theo chứ. Tay mấy ông bên phòng. Tay chỗ này lon. Đó là. Cứ đang lù lù đang lấy thumbnail đi mình. À. Number 6. Yeah. Yeah, em here luôn. Sao luôn. Number 5, 6 là cái oyster. Number 5, à, một cái luôn.
is this oyster? Ah, oyster luôn. Oh, nice. Thank you. Đây, cầm lên thông niên bên nè. Lấy thông niên bên này luôn nè. Đó, đây bạn lên ba dĩa oyster rồi lobster với lại lobster mì. Đây, ok, bạn mình đã order ba dĩa lên để ăn nữa bạn. Đó, tôm hùm nè, oyster nè, đó, mì. Giờ là ngồi mình ăn, đứng này ăn luôn. Ok, mời bạn đây. Mời bạn nè. Ok. Chụp bạn nó kỹ vậy. Đó, đây đây này của ông ta để em chụp. Chụp luôn rồi đó. Trời. Đó, nhìn hấp dẫn ha. Cà ghép màu hồng. Cà ghép màu hồng. Ủa nào? Đó hả? Ra đây mình. Đây. Nè em với Minh, anh với lại Thảo. Đây, bỏ dĩa lên cho dễ ăn. Cho dễ. Đó. Được không? Bỏ người miếng mì nè. Bỏ mì qua nửa mai cho anh review chứ. Nửa mai mì. Đây bạn, đây có ghế ngồi đầy đủ, ăn xin food rồi. Nó mới giành được cái bàn. Giành cái ghế không? Không có bàn ngồi thấy mẹ luôn. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Đây mỗi người một suất ngang ví dụ gì. Đó, cầm mỗi store lên cái gì. Đây em chia cho. Thành một suất, nhìn hấp dẫn à. Thấy một đống của người ta. À. Anh Tuấn là ăn mì nhiều nhất nha. Anh thôi rồi. Phải chia ra chứ anh ăn hết rồi. Em. Biết anh chưa ăn chứ em mới vừa ăn xong. Vừa đồ ăn lắm. Ở đây em mới ăn cơm xong. Thôi mới ăn cơm xong nhiều quá. Rồi. Chia bớt lại cho của mình đi. Rồi đó. Ok. Rồi. Bỏ vô rồi cho anh rồi test lên nhìn cho đẹp nha. Mọi người con bự bự mập mập lên nè. Ủa đó bụng quá hôm nay đi bánh về không ăn gì hết. Rồi. Đó. Rồi giờ test. Rồi, mời mọi người nha, ăn thử tôm hùm thôi nha. Thử tôm hùm men nó tại seafood nè, thấy không? Đây. Đó. Ồ. Lo một cái đồng miếng luôn, thử nha. Vừa ăn luôn. Nó nướng theo kiểu nướng tỏi. Này là nướng tỏi, sốt tỏi. Thử đi ăn thử nha. Có bơ ở trong đó. Có bơ, bơ tỏi. Bơ tỏi. Tươi á. Rồi, gai á. Tươi. Tươi. Ngon. Đó. Bơ mùi bơ nữa. Ừ. Mì vừa ăn đó chứ. Mì cũng ngon lắm. Quan trọng là đông quá mình chưa mua nước được chứ. Giờ phải mua thêm nước trái cây uống hết rảy luôn á. Chúc mì. Ngon. Ngon. Cảm nhận hả? Vừa ăn ngon, chậm đà đó. Giờ mình thử con oyster này thử nha các bạn. Oyster là nước cái sốt sa tế hả? Sốt gì ta? Cũng là bơ tỏi. Bơ tỏi với phô mai. Bơ tỏi phô mai á. Nặng miếng chanh thôi. Đúng là bơ tỏi phô mai luôn. Giống không? Hầu nó cũng tươi. Ít là chiếc phút bán nhiều cũng tươi á. Cái sốt nó thấy cũng ngon mà. Nó là bơ. Thằng mình nó chưa có cái càng nữa. Bên mình để thằng ba cái càng. Mình để là mẫu thôi. Mình ăn thử cái càng thôi. Đây mình đang thử cái càng này nha. Nó đặt sẵn luôn rồi nè. Ôi sờ ngon quá à. Nó béo quá. Ngon thật. Cảm ơn ngon á. Bánh mì chấm với lại này nè. Hỏi tờ ăn. Hỏi tờ lắm. Mất quá hả? Mất lập toàn. Bánh mì mềm không? Da nhắc là béo. Bánh mì dai hả? Dai. Mì mềm hả? Cái đó để chấm với lại cái gạch cua, gạch tôm. À, thử con hỏi tờ nữa nha. Hỏi tờ ngon á, béo. Đó, đang lại đi xích quốc tại Mỹ cho bánh xem á, không gian đông, đông đen, đông đỏ. Mập, ngọt. Đúng rồi, con ơi. À. Đây là phần của mình. Còn mấy càng ở chân bánh ăn.
Đang quay cô bên ăn các bạn. Tâm hùm mì rồi cái kiểu đó. Quay thấy mình đang ăn chứ kêu mình quay hoài không cho mình ăn cái kiểu đó. Kêu Thảo ăn hết không cho mình ăn rồi. Ăn xong đi ra hàng xa xa và đây mình sẽ mua nước uống nè các bạn. Sau lưng các bạn là hàng nước. Sao kém nhẫn? Sao ăn tôm hùm đi? Béo quá anh ơi. Béo quá hả? Béo quá thì ăn tôm hùm đi. Oyster béo quá hả? Đó, cái miếng tôm hùm nhìn hấp dẫn à, tươi rói á mình. Em, mình chưa ăn tôm hùm này lần nào mà đúng không? Không ăn nữa, xong. Bữa ăn lóc theo ở bên gì đó. À, lóc theo ở Kiwet hả? Đúng rồi. Ồ, mập rồi chứ. Chất lượng luôn á. Đó, cái đây là mấy cái phần bán, đây là những cái phần bán ở street food ở đây. Nếu mà thì ở trên kia là cô đang ăn nước các bạn. Đây mình qua tới đây nè. Đó. Đang nướng rồi barbecue dữ không? Cái đó là pork belly. Thịt ba rọi nướng nè. Một dãy qua bên này luôn nè. Đó, thấy không? Ô qua bên kia luôn, đẹp quá kìa. Ô. Ô mất rồi. Nhìn hấp dẫn không? Như là dưa sườn nướng hả? Này gà nướng hả mình? Gà nướng hả? Ồ, nữa phải làm miếng này quá. Mỹ chiên gà barbecue, các bạn thấy không gian không? Đang nướng xong rồi bán khách ở ngoài đây. Trước cũng ăn gì là ăn. Nó giống như bên Việt Nam thôi, nó thơm phức. Sườn bò đại hàng. Sườn bò đại hàng hả? Ồ, này coi coi sườn bò nè. Mình đi dọc vô đây coi, bạn coi nướng. Ê, sorry. Vô đây nướng. À, ở trước là mực à, ở qua bên cạnh là mực các bạn. To. À, quay con nướng mực đây, cứ quay con nướng mực. À. Đó. Đó. Chở mực á. Rồi. Cái đây là juice. À, nước trái cây. Nước trái cây nó xếp hàng đâu không ạ? Em sau khi cho anh Tuấn ở lại, anh ghép like mình đi mua cái khác mà. Khoai tây chiên mà nó bỏ cái cheese rồi lên. Đó, ở đây chúng ta có hai loại là 12 đô là được một cái mình mua 20 đô được hai cái loại hơn. Cái hai có ba bốn vị là BBQ nè, cheddar, là sour cream là chua cay. Như là mặn. Cái hai cheddar là gì không biết. Cheddar là cái cheese là phô mai, cái loại phô mai cheddar cheese. Đó, Alan Boss đang ăn nữa phải không? Yeah, can I have BBQ and cheddar? Thank you. Yeah. Để Thảo trả cho con. Rồi rồi, cất cho đây Thảo. Ở trong kia đang làm nè. Con tay chiên nè, mấy ông nhìn cho quay trong này nè. Order 55, number 55, number 55. Cái củ khoai tây bự dễ sợ. Bỏ vô máy cắt. Ok. Thank you very much. Yeah. Có số. Thì Minh. Đi ra cho ta vô Minh. Đi ra cho ta vô Minh. Excuse me. Thank you very much. Thank you. Đó, đây hai phần. Cái này barbecue nè. Barbecue, cái này là phô mai sao to vậy? Okay. Cái gì cái này lòi hơn hả? Vậy chắc hả? Thảo là cái nào? Này, là barbecue đúng không? Dạ. Trời, nó to quá. Chắc. Dạ. Sao mình nó to vậy? À. Các bạn thì nãy giờ xếp hàng giờ chuẩn bị vô mua nước thì mình sẽ ăn thử cái lóc xoài này thử nó ngon hay dở nè mà. Đây. Ủa, mua đi mua gì? Barbecue. Barbecue hả? À. Ăn trước đi. Nhìn nó giống như là miếng cam vậy không? Khoai tây lóc xoáy. Wow, giòn hả? Vừa. Ngon rồi. Ngon quá. Ở trong này nó còn ướt ướt à. Béo béo. Phải thử này. Này barbecue đúng không? Thử đi, thử đi. Vị nhau. Ngon, mặn mặn. À. Vậy giờ tới hàng hàng nước. Đây là mình vô mua nước nè. Có thể thử từng mùi trước khi mình mua. À. Ở đây nó làm cái bình như bình bú sữa vậy không? Sữa. Thấy không? Vừa gọi lắm, mang ngò. Để mình. À, để em chảy ra. Đâu đâu. Thôi rồi, để Thảo cầm cái cây. À, cây barbecue à? Barbecue. À, bên kia nó giống như cái vị mà kém xê phải không? Này đáng kém xê á. Này nó to hơn.
Ủa cái này nhìn giòn quá vậy. Ừ, này nó giòn. Giòn á. Giờ qua mùi nè mấy bạn. Hai. Can we try the watermelon? Đây được thử luôn ha. Đây quán chợ bình luôn nè. Kem dừa muối. Thử mùi gì không? Không, không, em chỉ lấy passion fruit rồi. Ăn thử thôi, nước cam nữa bạn. Này là quá, à này là nó nước nước dưa hấu. Ngon á. Yeah, can I get watermelon? Em muốn size gì? Oh, medium. How much for one? Cái này là 15. Cái này 20. Có cần dịch. Cái này 20. Wait, có cần dịch. 15. Có dịch. And the largest one how much? 40. 40. Chỉ là lấy cái bình dưới thôi. Ok, one watermelon, yeah. One passion fruit. One coconut. Đây là bán mấy bình nước kiểu này đúng không? Ở đây nó free review. Oh, em muốn màu gì? Màu yeah. Xanh. Màu xanh hả? Blue, yeah. Màu hồng. Coi giờ anh Tuấn. Cầm giùm cái này coi. Thôi khoai để. Cầm để coi review bác. Đấy. Thiệt tình đó. Nói, anh ơi. Khoa dành kìa. Anh đưa cho nhỏ đó chứ. Được anh Tuấn. Bao nhiêu vậy? 10, 20. 60 đúng không? Nãy là đây đang quay phim ngay. Nãy đang quay phim cái nè. Đang múc lên đẹp thiệt đẹp lắm. Bạn đang múc vô cái bình như bình sữa bạn đó. Xong rồi gắn bình sữa lên nè. À. Có ông hút nha, chút nữa em phải bú trong đó hay sao? À giờ không hút từ đó là từ ông hút. À giờ hôm nay tâm bình là múc nè. Cái chỗ này múc là múc rồi bạn. Đây là múc cái mùi này là mùi đây là cái mùi gì ta? Strawberry. À. Bởi vì cái bình bự này là nãy ổng nói là 20 đồng các bạn. Cái bình này nói tính ra tiền Việt là 450. Mà cái này nó cho mình refill. À cho refill. Uống xong rồi mình quay lại mình refill được. À. Yeah. Cũng refill thôi. Luôn. Ghép lại vô refill. Đó. Đó, đây vô đây. Cái này là xoài. Xoài. Anh uống xoài cái gì vậy? Là uống xoài với lại dứa. Xoài dứa. Với thơm à. À được mix lại mà đúng không? À, anh uống xoài với dứa. À dứa nhìn hấp dẫn. Ủa, Khoa làm rồi hả? Hồi nãy em không biết là nó cho mix. À, không ai biết là mix lung tung vô uống rồi. Thôi. Kệ nó, sao đây? That's it. Có vị với dưa của em chưa? Rồi. Rồi. Cái gì vậy? Cái gì? Ừ, đừng có lơ lại. Đó. Tiếp. Có cái chọn. Là phiêu đạt. Ờ thì. Nhìn sao? Mình của mình đâu? Ông hút cho mình luôn. À, ông hút luôn. Ồ, dán ông hút vô. Wow. À, cái này là gì? Là được phiêu hả? Refill, lát nữa quay lại. Một mình. Này mình của ai? À, anh cầm giùm em đi, em đang cầm cái này mà. Rồi anh cầm hai cái đi, em cầm hai cái. Rồi anh cầm giùm em đi. Đây. Đây của mình. Nước dưa hấu. Đây của mình. Đó. Đi uống sữa thôi. Đó. Đang nắng nắng xíu nè. Đây mình review cho bạn coi cái bình sữa bú sữa này. Nó bán 15 đồng bình nè. Nước à. 15 đồng một bình. 15 bình. À. Đây là gì? Dưa hấu. Dưa hấu. À. Nè, chỗ này nó có cái cắm ống hút vô phải không? Nó cắm ống hút vô trong cái chỗ mình để bú được không? Còn mình không ống hút mình bú mình từ clip được không? Được. Nhưng mà phải sóc lên. Sóc lên. Chóc lên. À, sóc lên. Chóc lên. À. Thử đi anh. Này là xoài với dứa. À. Ê, cái này của anh nè. Cái này chanh dây của em. Ủa, cái này chanh dưa, chanh dây. Hai người uống chung cũng sao đâu. Xoài với dứa thơm quá. Ngon. Ngon. Nó không có ngọt. Không có ngọt. Ngọt không ngọt không? Cái này của em thì dưa hấu nó phải ngọt rồi. Nó ngọt tự nhiên mà. Nó ngọt tự nhiên đúng không? Tự nhiên, nó ngọt tự nhiên. Nó phải là nhập đường. Đây là này của Minh nè. Này của Minh nè, Minh là loại gì ta? Dừa. Dừa. Dừa cái gì? Dừa tươi. Dừa tươi không mà sao nó ra cái màu này ta? Chắc nó cái dừa, cái thịt á. Cái dừa dừa già á, biết không? Cái này được tả mà. Ngon quá. Uống này nó rét.
đúng không? Nó rest xong vô chăm, giờ mình đi mua cái khác mình ăn tiếp mình đó. Xong rồi chúng nó quay ra mình cái lại lấy thêm một lần nữa. Đó ăn con này chiên là uống cái này nữa không? Okay. Mình cầm bớt cái này đi mình. Đây dạng gì nè. Ăn đi rồi mình sẽ ăn gì? Đó. Ủa này của em sao nó mềm vậy nhỉ? Biết nữa. Phải không? Okay. Xong bún này cái. Thì chiếc thuốc tại Mỹ đúng không? Đó. Cái gì cũng cơm khổng lồ vậy á. Không được cái phiếu để review. Nhớ cầm cái phiếu để tới review. Dạ. Mỗi lần bây giờ là mình một loại mùi khác nhau. Ví dụ mình đang uống là dưa hấu. Cái đổi đó mình uống cái vị khác. Mình uống vị khác được các bạn. Dạ. Giống như hấu uống dưa uống đò. Mình chút nữa review cho mong xem. Chút nữa em mix lần 5 mùi cho anh. À. Đó. Nè ăn thử ăn bánh này đi. À. Này ngon nè, em sẽ xém miếng giữa nè. Nó em trắng rồi. Sao? Trời ơi. Giòn không hả? Bánh khoai giòn không Thảo? Muốn miếng à? Đấy hả? À. À, ngon mình. Ngon, em đi khói khói. Bây giờ đi qua hướng cái quầy mực bên này đúng không? À, đúng rồi. Trời ơi, nhìn đã. Em bé ăn khoai tây rồi. Dễ thương quá. Bên kia rồi khoa. Nè. Không có ai nhích lại á. Đây hả? Mực deep fry này đúng không? Thấy cái này không? Muối với tiêu. Cái này là tỏi. Cái này ớt. Cái này barbecue. Bốn mùi. Pepper sauce. Pepper sauce. Yeah. Thank you. Gì ấy? Oh my god. Ok, bên kia là bán cái gì ta? Nướng hả? À, anh thích ăn gì không? Mình để coi thử, để mình coi thử mình uống cái kiểu này uống được không nha. Ờ dạ. Thử nha, thử kiểu bún của mình nha. Được quá. Uống được mà, bình thường mà sao không? Ông không nó dưỡng dưỡng không? Hả? Ông không nó dưỡng dưỡng không? Nó bị dưỡng gì đâu? Dưỡng không công hút á. Công hút. Cái này là bằng keo xui múc dễ phải không? Nó là bằng nhựa. Nó không có đàn hồi. Miêu tả cho ông dễ hiểu. Mình có chí nó cười mỉm mỉm. Anh ơi. Đó, giọng bổ dầu giọng chiên à. Nè, mình để đây hả? Đó, chiên đúng không? Lăn bột rồi bỏ cho chiên. Lăn bột. Chiên bột. Đúng rồi, lấy ra cắt. À, nó tiên nó con bự lên không nó cắt hả? Dạ, cắt ra mình ăn. Kêu để cho mình nguyên con đi, đừng có cắt. Đúng rồi, không, mình tự cắt. À. Đó, nó chỉ nè. À. Tự cắt. Cắt nè, cắt chính giữa nè. À, chiên. Mango với lại pineapple hả? Ủa này, nãy cho. Ừ. Nguyên con luôn. Nice. Cầm lên đo cái mặt ơi, chắc nó bự hơn cái mặt luôn á. Đó. Ngoài nhắn tin vậy ta. Thank you. Đó, quá lần. Rất tiêu. Tiêu. Thank you. Thank you. Cầm nha. Đó, hãy cầm bên đây nè. Trời ơi, dầu đổ xuống. Rồi, đổ lên. Khổng lồ. Để này đi, nè. Ok. Anh cắt đi anh. Từ từ cắt. Cầm cái. Đó. Ghê không bạn? Street food em mỉ nha mấy ông. Trời, nó to. So với mặt của Thảo là bạn nhìn nè. To hết mặt của Thảo luôn, bạn thấy không? Cười quá. Thì ăn xong mình bạn bỏ lên đây. Thì ở trên này nó sẽ có một cái cho bạn hướng dẫn à. Đầu tiên là bạn cắt dọc. Cắt hết tới đây. Cắt hai bên. Cắt ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không? Cho bạn cắt rồi bạn ăn. Đó. Giờ Tuấn cắt nè. Đó. Mềm không? Cắt mềm đúng không? Giòn lắm á. Giòn. Excuse me. Can we get some more napkin please? Đây không? Chích food ăn rồi phải review ở thực tế mấy ông xem. Oh, right. I didn't see it, thank you. Oh, tươi à? Mực tươi nó deep fry.
như vậy. Dạ, kia chị không? Ăn mấy lần rồi anh Tuấn? Anh ăn cũng nhiều lần lắm rồi đó, anh không biết nữa. À. Vút nó ra. À. Ồ. Quá đã luôn. Một con anh hai con. Giờ rút ra. Đó. Cho xong mình bỏ vô máy shot bên này đúng không? Đúng rồi. Muốn shot thì bỏ vô, hoặc là mình để đi mình chấm. Bỏ vô cái dĩa lên chấm đó. Em chụp vô đi, đổi xíu một xíu. Chụp vô mọi thứ một xíu bạn. Đó, chụp vô thứ một xíu. Thử coi. À. Một kia anh cắt miếng chưa? Tomato. Hot sauce chứ tomato. Đây. Mình sẽ xịt lên 4 vị như vậy các bạn. Nó có 4 vị. Là gì đây? Resin gì cái vị này. Mù tạt hả? Còn này là gì? Tomato với lại dưa leo. Còn này tương ớt này là khỏi nói rồi. Ketchup. À. Mình ăn đây. Còn thời gian anh Tuấn ăn cắt mình sẽ test thử cái cọng rau mực đúng không? Còn nhất luôn rồi đó. Test cọng rau mực. Giòn đụm. Giòn sực sực, giòn giòn đúng không? Tươi lắm. Rồi. Quá hấp dẫn luôn. Rồi, thử đi. Đẹp, đẹp thử đi. Rồi, khai đi. Muốn thử, muốn gì, muốn món nào? Đó, cái rau mực là hết chảy à. Ai cũng là rau mực á, mọi người. Mỗi sốt này sốt gì đây? Chị đã trà hả? Mỗi xíu đi. Đó. Đẹp quá. Hai mỗi sốt này ngon nè, sốt trắng là sốt sốt kem ngon nè. Hai sốt này là của Mỹ. Giòn á. Chấm vô cái sợi da tràm ngon. Dạ. Cái cây. Hả? Giòn. Một tươi hả? Tươi ngon. Tươi á. Ăn là 4 cái. Đã. Thử cái này đi em. Thử cái này ha. À. Thử cái mình đó. Mình ăn mình. Mình chạy khui à. Nè. Nó lăn bột lên nó giòn. Thôi. 20 đồng cũng rẻ á. Thôi lên chiên không nó 20 đồng rồi. Vậy? Mày nguyên con mực nó 20 đồng. Rồi. Sao biết dễ hay vậy? Anh biết mà anh đi chỗ này nhiều lắm, anh cũng quen rồi. Chỗ nào? Ngon. 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 Bên kia ăn 2 con à. Bên kia có 3 người ăn 2 con luôn. Wow. Bên mình 4 người ăn rất ngon. Quá trời. Có 3 người ăn 2 con phải không? Là biết nó ngon hả? Không. Không. Nó một cái ngon hả? Ngon thì hôi vậy đó. Mình ăn thử em. Mình ăn thử đi. Tiếp lên Tuấn. Nó bụng à. Khoan rau chưa? Khoan rau thử đi. Chưa có rau mực nữa nè. Ăn 2 lần rồi á. Có rau mực nữa nè. Ngon. Ăn đậu mực. Quá giòn luôn. Cái đậu ngon lắm. Đậu cũng mực ngon. Đậu á. Dạ, cái đậu á. Đậu mực. À. Thảo không thử đâu mực luôn, đúng em. Hai em ngon. Xuất sắc. Ngon. Sorry. Sorry. Có gì mùi lắm á. Này mùi là pepper. Ê, như là cái này là muối cái gì tiêu. Không quên rồi. Tiêu. Pepper, muối tiêu á. Ông để ngoài cho mình xin thêm á. Cái này là tao bán đồ thủ công mỹ nghệ. Đúng không? Bán với công mỹ nghệ gì đó. Mấy cái này để mình gắn lên áo rồi đó. Dán lên áo đúng không? Cách lắm. Giờ tôi tự thích. Giờ là chỉ coi đồ ăn rồi đúng không? Đây ở chợ họ bán mấy cái đồ lặt vặt, đồ điện tử rồi. Giống với Sài Gòn bán bỉ hè phải không? Có ba cơ. Đồ cái em này bán ngon nè anh. Đó, em nói được không? Có gạo đó. Mua em đó không? Mình mua em đó không anh? Anh coi coi. Mua mẹ. Đó.
Ủa, để... mắt tuột. À, để thuê một cái gian ở đây làm bao nhiêu tiền ta? Phải biết không? Hai ngày chắc 1.000 mấy. Hai ngày là 1.000 đô hả? Hơn đó, và hồi mấy năm trước là gần 1.000 một ngày rồi. Vậy là một ngày khoảng tầm 600 đô. Sao vậy? Một ngày gỡ 600 đô đúng không anh? Gỡ tầm 12 triệu một gian một ngày. Anh hỏi em là có thể thỏ không? Vậy qua đây con thử coi bạn. Pork belly bun. Okay. Chỗ này nó bán dim sum. Bánh bao. Bánh bao dim sum đúng không? Dim sum. Dim sum hả? Dim sum served very elderly. Đây là. Ăn bị vậy? Tâm dâm hả? Tâm dâm đi. Dạ nhiều. Cái này da gà. Là da gà hả? Chicken skin. Da gà. Gà chiên. Cái này nó bán da gà phải không? Nó bán da gà chiên. À bán da gà chiên hả? Da dạng như là bán da heo chiên giòn á hả? Nhìn thơm hết. Nó bỏ mấy cái vị vô. À. Nên da gà đàn chiên. Da gà chiên. Thơm ra hấp dẫn hả? Dạ ăn gì nè? Tốn đâu rồi? Tôm dâm. Dạ. Thôi rồi cắt đi. Quán tôm dâm. Ôi 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 đừng nhét vô. Để nó nhìn ra ngoài đi. Mỗi lần đi ăn nhau không lời để em trả hết đi. Chơi vui nè. Để chơi trả kỳ lắm. Uống lạnh quá bây giờ cái đầu nó bị ấy luôn rồi. Thấy kêu. Vui mà. Cái gì đâu. Tại vì trả à, tại vì cái gì em trả à. Ăn cô bé không? Đi start không? Đấy là mày bị. Bảy đúng không? Thường á là nó có bán da cá không? Da cá mình hay ăn bịch á. À, cái này da gà nha. Ủa, da gà này ăn bao cholesterol nó uống này vô. Để giờ ăn được chia bây giờ. Anh ơi nó lạnh đến nỗi mà uống bây giờ cái đầu em nó giật giật luôn. Brain freeze. Brain freeze. Giờ nhỏ thôi nè. Ờ, sót hả? Mình bao nhiêu? Của mình không ta? Dạ. Mình nay đi. Is that ketchup or what? Chanh keo. Sour. Sốt chua ngọt. Chua ngọt. Đó, con Tuấn á. Để con gà trước anh. Để con gà này nè. Xích cành này là da gà phải không? Cái này là cái da gà nè. Coi là nhìn gần nè mấy bạn. Đó, rồi thử đây, mọi người thử đây. Thử đây. Ô, còn giống. Nhiều ăn luôn không? Cua ngọt nè. Cua cay. Cua cay mặn. Chấm không? Chấm hả? Thốt tôm dùm. À thử thử. Cay quá. Cay hả? Tôm dâm hả? Tôm dâm. Này tôm dâm. Dính não nè. Thử miếng thuốc sót thôi coi nó rẻ gì không? Ngon à. Em không ăn nổi. Cay quá. Ê. Cái này nó giống như là da heo á. Nhưng mà nó là da gà thôi. Da gà. Cay quá không ăn nổi. Chẳng da heo kiên gòn đúng không? Mà anh nghĩ da gà thì nó không có gì cholesterol bằng da heo. Ăn giùm em đi. Ăn này là ba cholesterol luôn. Giống lòng lòng à. Này lông gà chưa nhổ sạch ông ơi. Nè. Thì thấy chưa? Nhổ lông gà kìa. Này lông gà chưa nhổ sạch đó. Cái ly này của em. Đúng rồi, đúng rồi. Lông gà không? Lông gà. Lông gà đó. Mày lông gà chưa nổ sạch lắm phải không? Giòn đúng. Này kiểu lên xe chạy vòng ăn. Này giống như là chip á. Ăn kiểu uống rượu á. Câu này mà như em lái xe ban á. Hay mua lắm, chịu lấy vô bàn này, mày mua da heo rồi để lên đây mang uống rồi đấy. Starbucks con này hả? Đỡ buồn ngủ. Đỡ buồn ngủ. Dạ. Đó, nãy giờ ăn cơ sơ mấy món sơ đó, giờ ăn thêm cái gì hả? Cái gì vậy? Đúng không ăn gì nữa? Có gì nữa? Na chưa? Chưa na đâu, muốn kia ăn cái steak kìa. What the? Ok. Quay gu kìa. Muốn ăn này không? Muốn ăn bánh ngọt không? Bánh ngọt hả? À. Ngọt. Món đồ ngọt không? Ồ, ngọt quá. Cái đó ngọt lắm á. Đó, cái ube. Cái bánh đó, ube. Ube kìa. Ube là giống như là mochi á. Khoai tím. Ok bạn, mình đang refill nữa bạn. Mỗi lần uống là được refill.
được một lần nha các bạn. Còn lần thứ hai á, là bạn chỉ trả 8 đồng cho một lần. Nghĩa là bình này 15 đồng là bạn được rót 2 lần các bạn. Đó, được chọn mùi nè. Nè. Đó, thấy không? Hồi nãy á, mình uống cái này là uống dưa hấu, xong giờ mình chuyển qua thành nước thơm. Mình được nhiều mùi các bạn. À. Review thoải mái mà. Thank you. Mình quay qua những trái cho mình coi xếp hàng dài để review à. Thấy đông không bạn? Dâu chanh. Đó, Thảo review. Đây đây. Mình. Lấy cho. Cái này của em là lemon, strawberry lemon. Lợi hơn, uống này lợi hơn, bỏ 15 đồng cho uống được 2 lần. Đó, được cái bình nữa. Bây giờ cũng đẹp nè. Bây giờ là 60 đồng 4 bình. Mình uống được 2 lần, như là 120 đô. À, là chỉ có 60 thôi. Còn lần 3 là nhớ nhan 8 đồng 1 lần. 8 đồng lần, dạ. Cái này dài luôn không? Cái này còn hơn mình uống coca này nọ. Cái này thiên nhiên mà các bạn. Nó xây ra tự thiên nhiên luôn á. Không có đường luôn. Chủ nè, lưu đây nè. Thank you so much. Đây, vô coi em mua cái kem này đẹp nè các bạn. Kem này đó, kem Hawaii. À. Made in Hawaii, nhưng bạn cái kem này của Hawaii. Nó nhét hai cái giấy vô. Nhét hai cái giấy vô. Kem nó chảy từ đầu ra đầu kia luôn mà. À, rồi, đó, có cái xe kem trong kia. Nó từ đầu trên nó lên đầu dưới. Phải không? Để chúng hỏi thử nhận thường đầu kem lên đầu dưới không? Ship đi. Dạ dạ. Bao nhiêu? 15. 15 hả? À. Yeah, thank you very much. Được cái này nó làm em. This is full. Oh, yeah, full thịt luôn rồi. Đang chờ đợi thôi, chờ đợi đây. Thảo cầm cái con bi. Ok. Hình đẹp không? Đó. Đưa cái miếng gỗ để chờ. 15 đồng, ở đây cứ 15, 20 đồng, 15, 20 đồng, nó học giá. Cái này ngon lắm nè. Ngon không? Đó, chờ thử. Thank you. Đó các bạn. Kẹp từ đầu đến cuối luôn. Không biết là nó có trong này không? Nó lên trên này hướng trong này luôn. Thấy nó nặng nặng. Có hết luôn á. Nó nặng không? Thôi gặp nó nặng không? Có hả? Có chứ hả? Mày chứ chẳng lẽ nó bán 2 đồng vậy sao? Hả? Nó vậy là quá mắc. Bây giờ thả cầm đây, nó có bẻ thôi nè. Bây giờ muốn test thì mình phải bẻ thôi. Bẻ nè, chút bẻ nha. Bẻ hả? Thả cầm cái đầu cho xe xíu. Đây. Không được đâu. Nên cầm cho rồi. Đó. Không không. Bẻ cái là nó. Thả cầm này đi. Phải ăn ở trên á. Thả cầm này đi. Bẻ đi. Nó full. Full. Nè các bạn, nó full nè. Nó làm full dưới tay này luôn nè các bạn. Ai quá hả? Cái này cũng full nè. À. Nó xịt kem, nó xịt từ trên này nè, xịt xuống rồi xong nó chạy lên. Chạy lên, đó dữ không? Cái dù. Thử đây, thử đây. Ngọt, ngon rồi, cái này nó giống như là kem mà trong bánh su kem mấy không? Đúng không? Kem bánh su kem á. Cái mùi giống không? Và đi lạ. Thử bánh rồi. Sao? Cái này giống bánh bắp mà ngày xưa hồi nhỏ. Hồi nhỏ hay ăn đó không? Nó gọi là khôn á. It's good. Oh, this is really good. It's not too sweet. It's not too sweet. It's not. It's no sugar, I think. No sugar. It's natural. It's all natural. Yeah, it's free refill. Free refill. One refill. What about that one? Is that too sweet? Yeah. Ice cream is always sweet. Nó ngon không? Cái bánh ngon ha. Hồi nhỏ mà không biết cái bánh mà bánh. Ở quê á. Bánh gì nè? Mình biết bánh này không? Bánh mặn. Tròn tròn dài xong rồi ăn cắn giòn cho vui cái miệng các bạn. Nó bỏ kem vô làm kem hai quay ì. Tuyện mùi bắp này lại nhớ rồi á. Ngon không? Hồi xưa thích ăn cái bắp này lắm à. Di chan luôn á. Hồi xưa thích ăn cái bắp này lắm á. Không. Nó có trong cái bịch á. Như bánh cút. Nhỏ. Hồi xưa học mẫu giáo rồi tiểu học á. Tuổi thơ. Tôi đang mua ăn. Ăn rồi này 20 ơi. So good. Em bẻ khúc này, em bẻ thêm khúc này nữa này đưa cho
mình nè, cho mình khúc này được rồi. Bẻ ra. Nhiều lắm, anh đang không có đâu mà. Đấy, để cho mình khúc này. Chắc là nãy giờ lỡ cắn khúc này không rồi. Không nào nó không nhiều. So sweet. Mình nói ăn đi, mình nói tự ăn, mình nói đi. Nhiều quá hả? Nó tự ăn. Cái kem nó hơi ngọt. Hả? Thôi bẻ. Nãy lỡ cắn phía đây rồi. Cho mình cái này đi. Không, mình ăn một khúc này xuống, ăn lên. Ok bạn, món cuối ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn thử món gọi là bò Wagyu steak nướng trên đá Himalaya, đúng không? No quá rồi, chịu hết nổi rồi. Mà giờ còn ăn. Đó, hai cái là 20 đồng. Nướng trên Himalaya. Đại cho đây các bạn. Himalaya steak. 2. Đây, chơi nguyên thùng bò này luôn bạn. Dữ không? Lạnh dễ sợ. Đây là bò quay cuốc mà. Ở dưới quay cuốc đúng không anh? Khi đè. Đừng quá là gì. Lại để ướp mà. Anh xin ở đây luôn hả? Anh xin ở Mỹ đúng không? Vì biết tiếng Việt là giỏi rồi đó. This one is good. Oh. À, vậy là tiếng Việt. Going to make you giờ nhiêu tuổi rồi? 21 hả? 31. Vậy xem nè, 30. Rồi ngày thường làm gì? Ngày thường không có hội chợ này làm gì? Website IT hả? IT Information Technology Programmer. Manage website. Quá giỏi luôn. Cuối tuần đi bán ở hội chợ. Đã làm thêm rồi đúng không? Một tháng có mấy cái hội chợ? Tháng 2 cái hội chợ. Là mình ra 2 chợ thứ 7, nhật. Rồi thứ 2, thứ 6 là mình làm website. Đó, đó, công ty. Quá giỏi. Đây là mở nào đó, nguyên thùng á. Thùng này thùng gì? Thùng này làm gì đấy? Hết rồi, này bán hết rồi. Bán hết rồi. Bán hết rồi. Ok, thank you nha. Hôm nay bán đắt nha. Trời, no quá. Thiệt sự luôn á. Hai em này bán đó, họ bán liên tục. Giỏi quá thiệt luôn á. Ồ, trong tuần là cũng đi làm công ty rồi hai em á. Trong tuần làm công ty rồi. À. Còn ngày thường là mình làm ở công ty khác hả? Cái này là làm thêm à. À, làm thêm à. Ủa, mấy đứa là xin đến đây hết luôn hả? Dạ. À. Hèn gì. Thấy nói tiếng Việt không rành lắm đúng không? Cũng ok. Ok hả? Yeah. Làm xuyên quen. Skill. Cũng bự ăn hai cục này là no đó. Ăn gì mà từ đầu buổi cuối buổi. 30 đồng. Quá rẻ. Bên kia đang làm mì vô cái khuôn nãy quay mình quay chưa? Làm cái này bán hết cái đó không? Dữ ha. Hôm nay bán được bao nhiêu ký thịt bò này? Không biết hả? Không biết. Bao nhiêu bao? Bao nhiêu bao? Nữa thùng. À. Rồi. Hè ông có gì? Cá sấu hả? À. Cá sấu. Miền nước miền con hả? Cá sấu với lại ít chân ếch. À được đó. ông có mấy món mới. Mời tới ăn thử. Đập trứng hả? Đập trứng vô mì ramen hả? À, đập trứng vô mì ramen trộn lên thành burger hả? À, cho nó dính đúng không? Quá dữ. Công nhận. Này là gì? Ớt hả anh? Muối. À, muối. À, muối. Có. Hả? Có. Dính đen á. Đó.
trộn lên để mình đeo khẩu trang vô cho nó vệ sinh nhá. Hợp lý không? Potato. Trộn lên. We try already. Early, we try early. We bought two. Ai bị là cái này gì ghê? We're so full. Okay. Rồi bỏ đây nhúng. Đó là quy trình làm bánh mì hamburger phải không? Đây có cái khu. We always go there. They always go there. So they change, huh? They change location. Đây cái này. We are going to sell something really special. Really. Oh, okay. Cái khung này đây là cái khung. Cái khung để làm thành cái khuôn cái hamburger. Giờ gõ cái khung nó ra. Nhìn màu sắc đẹp không? Bên kia là cái thùng mì để làm nè. Is it 66 in the market or? Okay, just between us, we are going to sell alligator meat. Làm cái khung beef. Frog leg. Đây là nhân của cái bánh hamburger. Alligator. Đây bạn quay là loại hamburger cho mình bạn coi ở giữa là Wagyu của Australia nè, Wagyu Úc nè. Đây là mì. Xong làm thành Wagyu xong ăn sao? Cầm lên trắng cả hả? Lít cái. Trời ơi. Lạ không? Đây cầm lên. Cầm sao? Cầm lên gì nữa hả? Đó, giống như cái burger. Cầm hai tay đi. Vậy hả? Trời ơi, ôi đây lạ nè. Đó, còn cái này đó. Phiêu. Ngon không? Đây chiên khúc lạ không? Lạ lắm các bạn. Lần tiên mà mình đi khắp thế giới mình biết loại hamburger này á. Đúng không chị? Hey, who invented this? Are you invented this or someone else? Someone else yeah. Invented that. Yeah. Ah, I see. Thảo cắn miếng hả? Thảo cắn miếng bạn. A store? A shop? No. Event by event. Okay. Cắn lên đó. Wow. Tiếp theo phần của Thảo là đó. It's so good. Trời ơi, nó to chứ. I like it. Wow. Sáng tạo chứ bộ. Cái này là đúng là sáng tạo luôn á. Đây là nướng cho mình để lên cả nhà. Dạ, để đi. À. Thank you. Đây là nướng trên đá Himalaya. Em không có ăn được. À. Anh cắn phía trên à. Đá muối Himalaya đúng không anh? Khoa hả? Đây là đá muối Himalaya đúng không anh? À, dạ. Thấy được rồi đó, thấy chín rồi đó. Chín chưa? Miếng đó được rồi đó. Rồi, thấy miếng đó rồi họ test thử đi. Nhiều khi chín quá không ngon. Chín quá đi, nó già nhách bây giờ. Chở ra trên đá này nữa là được rồi đúng không? Cái này là rare đó, cho Khoa đó. Nó chín rồi hả? À. Himalaya. À. Thank you very much. Đây miếng quà Wagyu, miếng này là 28 đồng nha các bạn. Một miếng 28 đồng. À. Đồng á. Miếng 28 đồng ở xịn á. Đó, rồi mọi người. Cái này anh làm medium rare đi để cho để thử này. Thảo tí nữa Thảo ăn cái đó. À, đó tốn thử này đi. Đó, cái chỗ đó nó chín lắm rồi đó. Dạ. Để cho nha. Rồi. Không sao. Được rồi, cái gì đó. Wow. Ồ, cái này là perfect cook luôn á. Ok. Thử miếng các bạn. À, vô.
mềm ngọt á. Cái muối là ngon à. Anh Tuấn tức cái mặn mỡ này hả? Không, anh khóc không chọn rồi. Trời ơi, mỡ manh. Mềm ngon đấy, bọt mềm ngon. Mềm ngon. Đây là phần medium rare cho Thảo. Sống quá à. Nào quá hả? Nào à. Nào. Anh Tuấn hay anh gặp anh Tuấn. Chín tiếng rồi. Để đây, để cục đá nó chín thành đá nó nóng mà. Hả? Mình đang ơi bạn, thì mình đang review cho bạn coi nguyên cái chợ. Thank you so cho bạn coi ở tại Mỹ là như thế nào. Khu này toàn là người Việt không mà rất là nhiều. Ăn uống là thân thiện, nguyên cái quầy quay gu này cũng là người Việt không các bạn. Thì hôm nay đi với Thảo với anh Tuấn là no lắm các bạn, nói thật là mình không ăn gì thêm được nữa rồi. Giờ phải kết thúc, đây là kết thúc việc là không ăn nữa nha các bạn. Kết thúc nha. Đó, thôi hẹn các bạn ở video đằng sau nha các bạn. Biến này xong là kết thúc luôn á nha. Ok. Rồi bye bye các bạn nha. Đây. Rồi, đây con của Thảo. Rồi được. Thảo ăn chín lắm. Dạ. Thêm xíu nữa đi. Nè, Thảo cầm cái này là Thảo muốn chở gì không? Nè, đây muốn sạch của Thảo nè. Ok.